Xin chào toàn thể anh em nha anh em ơi. Bữa nay mình quay cận cảnh ánh trăng rằm 16 cực sáng cho anh em xem nha anh em. Đó, chúng ta quan sát ánh trăng thấy trăng nó cận cảnh nó lồi lõm, nó có những cái vệt đen mà nhìn từ xa chúng ta cứ hình dung, cứ nghĩ nó giống như là cây đa vậy anh em. Đó, zoom lại gần anh trăng sáng ghê thiệt sáng luôn. Anh em nào mà chưa từng dẫn người yêu đi xem trăng thì vào trong video mình để xem nha anh em. Chị em phụ nữ nào mà hội chị em mà chưa từng được người yêu dẫn đi xem trăng thì vào video mình để xem trăng nha. Bây giờ mình kéo đây xe và mình zoom lại gần ánh trăng một lần nữa cho anh em xem rõ cái ánh trăng khi mình kéo lại gần. Đó, mình kéo từ từ cho nó khỏi nhè ánh trăng. Đến khi mình kéo lại sát bên ánh trăng thì nó lấy nét rõ. Nhìn ánh trăng nó lồi lõm giống như cái quả trái đất vậy. Đó, lại gần ánh trăng, nhìn trăng nó lồi lõm ghê thiệt anh em. Trăng nhìn xe coi đẹp mà zoom lại gần thấy ghê quá. Đó, nó mảng đen trên cái mặt trăng á. Mảng đen mà nhìn từ xe mình cứ hình dung mình tưởng đâu cây đa đó. Đó, trăng tròn đẹp quá anh em ơi. Mình quay trăng của đêm trăng rằm 16 cho anh em xem nha anh em. Trăng đang nhô lên từ mặt biển luôn nha anh em. Rất đẹp, rất tròn. Ở ngồi nó đẹp lắm anh em. Mình quay trong video có lẽ nó không có lọt tẻ hết được do cái máy mình quay ban đêm nó bắt sáng hơi yếu. Rất đẹp luôn, để mình kéo lại gần cho anh em xem nha. Kéo lại gần, mình kéo chậm cho nó khỏi bị nghe màn hình. Trăng tròn 16 nhô lên từ mặt biển nha anh em. Rất đẹp, rất hấp dẫn. Anh em nào đi biển thì chứng kiến cái cảnh nhiều hơn nha. Chứng kiến cái cảnh mà trăng nhô lên từ mặt biển rất là đẹp. Còn ở nhà thì đa phần chúng ta chỉ quan sát khi trăng lên cao chúng ta mới thấy được. Trăng rất đẹp anh em ơi, ở ngoài nó đẹp lắm. Nhưng mà cái máy mình nó quay chân đêm nó hơi yếu anh em. Trăng quá đẹp luôn. Biển hơi lắc cho nên là nó bị nhê màn hình. Để mình kéo lại lần cho anh em xem nha anh em ơi. Mười sáu trăng tròn. Trăng 16 tròn đẹp hơn trăng cả trăng 15 nha anh em. Mình đi biển là mình chứng kiến trăng là mình thích nhất là cái cảnh trăng của đêm 16. Quá đẹp luôn, nhìn trăng là nhớ người yêu liền luôn, ngay tức khắc luôn. Ngày xưa cũng nhờ mấy con trăng này mà cứ được vợ nè anh em. Nhờ trăng này dẫn người yêu ra ngồi bãi biển là nhìn trăng mà nhìn trăng lâu là yêu luôn. Trăng quá đẹp, trăng nhô lên từ mặt biển. Ở bên ngoài nó đẹp lắm anh em, đẹp phải gấp 4-5 lần so với trong cái máy quay của mình. Quay của mình nó hơi kém chất lượng. Càng kéo lại gần là nó màn hình nó sẽ bị hơi nhoe nha anh em. Cố gắng kéo lại gần để thấy cái trăng nó bự hơn. Lắc quá. Ôi trời ơi, lắc quá. Bớt lắc đi. Trăng quá đẹp.
Trăng 16 mà quen người yêu 15 tuổi là y bài luôn, hết chỗ chơi. Trăng 16 mà quen nàng 15 là y bài. Anh em ở nhà thì đang chở người yêu đi chơi, còn mình thì đang ở ngoài biển quay trăng cho anh em xem nha anh em. À, quay thấy mây luôn nha anh em, zoom lại gần thấy mây luôn. Biển mà nó ít lắc thì mình quay nó rõ hơn anh em, nó ít nhe màn hình anh em. Rất đẹp. 10 điểm cho ông trăng. Để zoom lại gần thử có thấy chú cùi không nha. Zoom nhẹ, zoom nhẹ, zoom mạnh quá nó lem. Không thể nào thấy cái cảnh giống như là cái cây đe với chú cùi được. Còn ở bên ngoài nhìn rất là rõ cảnh cây đe nha anh em. Rất rõ. Bởi vì cái trăng quan sát bên ngoài thì có vẻ là nó tròn, nó to, nhưng mà cái luồng sáng nó không có sáng lắm. Nhưng mà khi vô trong cái máy ảnh thì cái cường độ ánh sáng của cái trăng nó rất là cao, cho nên là nó bị ché màn hình. Trăng quá đẹp. Tuyệt vời cho ông trăng. Xung quanh trăng sáng sôi ra mây luôn. Trăng giờ lên cao nè anh em. Giờ anh quay cảnh trăng lên cao tí xíu cho anh em xem. Lên cao ánh sáng chiếu xuống mặt biển nhìn đẹp quá. Như một cái bóng điện cao áp giữa trời. Để mình quay rồi mình so sánh cảnh trăng lên với cảnh mặt trời lên, và cảnh mặt trời xuống và cảnh trăng lặn, anh em thấy cảnh nào đẹp nha anh em. Mình quay những cảnh trăng lên rồi những cảnh mặt trời lên, cảnh trăng lặn và mặt trời lặn cho anh em xem. Sáng quá, sáng trăng sáng quá. Kéo lại gần thấy cái ánh sáng đó, cái sợ luôn. Đây zoom lại gần luôn, sát trăng luôn cho anh em xem. Ồ, cái luồng ánh sáng của trăng sáng quá sáng. Nhìn thấy ánh sáng dễ sợ luôn. Mình đang ở cái khoảng cách rất là xa, còn mình kéo lại gần cho anh em xem.
một trong